Chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cách làm cây bonsai, cái cách để cắt giật nhé. Bây giờ không uốn nữa mà phải cắt giật để cho nó đẹp. Cắt giật thì thứ nhất là nó vừa có sẹo này, vừa có u cục này, lại vừa có lát đường đi nó uyển chuyển. Đấy, đây là cây hoa giấy nhá. Cây hoa giấy thì làm thì cũng tương đối dễ thôi. Mình thì vừa chơi vừa làm thôi chứ không phải là thợ thuyền gì, chả phải nghệ sĩ nghệ nhân gì nhá. Đấy, quay xung quanh trước rồi mọi người xem tổng thể của cây. Đây này, mình đang nuôi cây này thì nó rất là già luôn, rất là đanh, nhưng mà vẫn chưa làm được tay tán bởi vì mình cắt rất nhiều lần rồi. Cái gốc hoa giấy này thì nó có lịch sử rất là lâu đời, với ý nghĩa đó là ở ngay hồ Thành Công, bờ hồ Thành Công có một cây hoa giấy rất là to, và bên môi trường đô thị họ cắt chặt nó, mình mới xin cái đoạn cành này về mình dâm và nó lớn như này hiện tại này. Và cũng không phải là thợ cho nên là nuôi mãi nó chưa được đẹp lắm. Thế nhưng mà cách làm mình cắt giật nhá, để có cái cây hoa giấy nó côn thì bắt buộc chúng ta phải cắt giật. Đây này, đây là vết cắt đầu tiên này. Cắt đầu tiên nhá. Đấy, xong nó mọc cành đây lại cắt cành thứ hai này, cắt nhát thứ hai này. Đấy, xong lại đến cắt nhát thứ ba này, có nhát thứ bốn này. Đấy, rất là rụt rịt luôn. Nó cua đây, vặn đây, xong rồi bên này, đây lại nhát thứ năm này. Đấy, quay cho mọi người. Đây nhát thứ năm nhỉ, vèo lên đây phát, đây lại một đây nhát thứ sáu này. Đấy, mấy nhát này thì nó rụt rịt hết rồi. Nhát thứ bảy hầu như là nó bít hết rồi, bít kín hết rồi. Đấy, lên đây này. Đấy, nhát thứ tám này, xong lại nhát thứ chín này. Đấy, bên này này một nhát to này. Nhát thứ mười và lên đây là tiếp tục lại nhát thứ 11, nhát thứ 12 bên này. Đấy, nhát thứ 12. Đấy. Đến đây là bây giờ nhát nữa đây, và trên này là đang làm bông tán, làm bông ngọn. Đấy, coi như là xong, khoảng 12 nhát nhé. 12 nhát mới được một cái đoạn rụt rịt này, nó khoảng 50 phân, 50cm, rất rụt rịt luôn, rất phê. Nghèo uốn lượn không? Đấy không? Uốn lượn nhá. Đấy, tiếp theo là mình đang nuôi cái tay bay lộn lại này. Đây đang nuôi một cái tay bay lại. Đấy. Đây. Cái thân này đây mình xuống quay xuống phía dưới này để nhìn cho nó dễ nhá. Đấy, cái thân hiện tại là nó đi như này. Mình nuôi lên đây. Bây giờ mình đang nuôi một cái tay nó bay giật lại này. Đấy, nuôi một tay bay giật lại. Thế để cho các bạn biết là hiểu là để mà cho cái tay này, nó muốn cái tay này nó nhanh to nhá. Đây này, cái tay này, nó nhanh to thì bắt buộc chúng ta phải để một số, nuôi một số cái cành, một số cái cành để nó phóng to lên, phóng cao lên. Đấy, cành nó phóng mạnh lên để nuôi cái tay này, nuôi cái thân tay này cho nó to lên. Đấy. Thế. Nhưng mà bởi vì mình còn mấy cái cành ở trên, mấy cành này mình đang nuôi nữa cho nên là bây giờ cành này thế này là ok rồi. Giai đoạn 1 như này ok là hôm nay mình sẽ tiến hành cắt. Mình cắt là cũng không cắt, các bạn nên nhớ cắt là không cắt sát thân này nhá. Mà cắt cao lên một tí để sau này nó làm u cục. Đấy, cắt cao lên một tí. Nhưng khả năng cái này kìm không cắt được à, phải dùng cưa, hơi to.
cũng chỉ ngày người to. Cắt được. Ấy, chưa? Nhát cắt đi nha. Đấy, cảnh nó đang non nên cắt được. Đấy, bạn thấy chưa? Giờ mình được một cái tay này, tay đẹp luôn nha. Được cái tay rất là đẹp. To một côn luôn. Bay ra đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, vết cắt này. Đấy, chúng ta bắt buộc phải nuôi những cái cành này thì cái tay chính này, tay một này nó mới to, nó mới côn cây. Đấy, đây thế này. Đấy, bây giờ tiến hành là cắt bỏ cành này nó rất là dài. Nuôi phóng nha. Lần sau chúng ta có thể lại nuôi tiếp, nuôi phóng ở cái cành khác. To quá. Khả năng cắt được. Ai da. Ấy, thấy chưa? Xong phim nhá. Bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Chả biết mình làm thì có đúng không, nhưng mà theo cái cách suy nghĩ của mình ấy, làm thì mình cứ làm như vậy, đến đâu thì nó đến. Chưa, các bạn thấy chưa? Cái này đang rất là non. Đấy, chỗ này xong là một cục đánh võng lượn. Xong bây giờ mình sẽ cắt trụi nó đi để mình lấy một lượt mầm mới để cho nó đều nhau, để cho nó các tay nó phát triển như nhau nhá. Đấy, cái cành đấy mình cắt, bây giờ mình phải cắt bỏ để cho nó đều phát triển như nhau. Đấy đây nhá cả nhà nhá, sau khi mà mình cắt bỏ một số cành đấy, thì mình lại phải tiếp tục cắt sạch nó đi. Cắt sạch nó để nó tức nó bật mầm nhá. Đây những cái mầm này mình cũng trước mình để nuôi để cho cái gốc nó to mà. Nên những cái mầm ở gốc này ta cũng nuôi cho nó ra lộc, ra cành để nó lên để nó mình có được cái bệ gốc nó to và nó xù xì. Đấy, nhưng mà đây bây giờ mình để cho nó mới cắt cái cành ở trên thì mình phải cắt bỏ hết để cho nó tức để nó bật mầm mới nhé. Tức ở trên để nó bật cành. Mục đích chúng ta làm đây là làm là cắt giật mà. Cây nó giấy cắt giật muốn cho nó côn cây nó đẹp, dáng nó đẹp thì bắt buộc phải cắt giật, chứ còn không giờ không ai uốn nữa. Uốn cành nó lều nghều lắm, cành nó lều nghều đấy, thấy không? Mọi người nhìn thấy chưa? Đây vết này, vết cắt này, nuôi đấy, nuôi tiếp này đấy. Sẽ nuôi mầm đây, nó bay ra đây, bông một bông tán ở đây. Đấy, như này bông ra. Đấy. Đây trên này nó đã ra một bông này rồi. Đấy. Bên này thì bông đây, thấy không? Ngọn nó bấm vào ngọn, đấy. Bấm vào ngọn không để nó vọt. Hoa giấy lắm lúc cái ngọn này nó vọt, nó bấm đi, bấm cái đầu mầm, bấm đầu mầm để cho cái khoảng cách này, khoảng cách những cái đốt này. Đốt lá này nó gần nhau, nó gần nhau để sau này nó ra cành nó mới dày được, bông nó mới dăm dày được, rụt rịt được. Đấy. Đây mình nuôi tiếp một bông ra đây, một bông cành ở đây, đang nuôi cái cành này, tay này bay ra đây. Thế còn bên này góc này thì mình cũng nuôi một cái bông này ra đây, bay ra đây. Đấy, vừa cắt bỏ để cho nó bật lại mầm nhé. Rất là đẹp luôn. Đó. Cây cũng tương đối.
tại bây giờ nó được như thế này, mình sẽ tiếp tục hoàn thiện nó trong thời gian sớm nhất. Các bạn nếu thấy yêu thích cái kênh video và cái cách làm của những người mới tập chơi như mình ấy, thì nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình. Khi nào cái cây này nó hoàn thiện thì mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem một cái video cây hoàn thiện nhé. Đấy, các bạn nhìn này, các cái vết cắt này, tốn công lắm, nhiều năm lắm rồi này, rất nhiều năm cắt. Mình thì không có thời gian chăm nó cho nên là nó làm lại càng bị lâu hơn. Chứ những người chăm được thì làm nhanh lắm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Chúc các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn.